Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3-4 bánh, xe 3-4 bánh, xe điện và động cơ xăng. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ 3 bánh sử dụng cây cầu liền. Loại cầu này thì rất là khỏe. Mấy bữa trước thì có đăng những cái loại cầu rời thì đợt này nó cũng hết hàng rồi. Thì có những cái dòng cầu liền này nó khỏe. Thì thích hợp cho những cái bạn nào mà thích loại khỏe, chuyên chở hàng nặng thì có thể sử dụng cây cầu này. Nó cũng có cái ưu điểm của nó là nó khỏe hơn. Tâm bua chống phanh của nó lớn hơn. Tâm bua chống phanh của cái dòng cầu này nó là 200mm. Phanh nó sẽ ăn hơn so với những cái dòng cầu phanh má 160. Tuy nhiên thì khi lắp lên xe máy thì những cái dòng cầu này nhìn nó to, nó không được nhìn gọn gàng như những cái dòng cầu nhỏ. Nhưng mà độ bền thì chắc chắn là nó sẽ bền hơn những cái dòng cầu kia. Cầu này thì nó dùng vòng bi của nó cũng lớn hơn. Phụ kiện của bộ này thì cũng không khác về những cái bộ kia lắm, thì vẫn có số phụ, số lùi, trục các đăng, vẫn sử dụng nhíp 6 lá cho những cái sức tải khoảng 5 đến 7 tạ hoặc là 1 tấn đều có thể chịu được. Bánh của cái cầu này thì vẫn sử dụng những cái dòng bánh là 400-12. Đây là những cái dòng bánh 400-12. Sức tải của mỗi một bánh là 280kg. Phụ kiện là phanh chân này, nó gồm 4 cái tay phanh kép, 2 cái tay đỡ cái trục xoay của cái bộ chia phanh sau, đũa phanh, chân phanh, tay phanh và dây phanh. Bộ này thì có đầy đủ cả phanh tay phanh chân luôn. Đây là số phụ và dây số phụ này. Dây số phụ thì cũng khá là dài. Cái dây số phụ này dài khoảng 1m1, cho nên là khi các bạn đóng xe thì rất là thoải mái, bởi vì số phụ mình cũng để ngay chỗ ghế ngồi thôi. Cho nên là vẫn đủ để dùng để đóng thùng. Phụ kiện nhíp thì đầy đủ. Cầu này có các cỡ là từ 1m, 1m1 và 1m17. Đợt này hàng thì nó cũng hơi khan hiếm, cho nên là cầu này cầu to các bạn khách hàng cũng đều mua hết. Ngày trước ấy thì những cái cầu to thì khách hàng là thường kêu giá nó cao, cho nên là ít khách hàng mua. Nhưng đợt này thì cầu nó cũng hết hàng hiếm, cho nên là cầu to cầu nhỏ là các bạn lấy hết. Đây là bộ này là được bán cho một khách hàng ở trong Đắk Lắk đấy, cho nên mang ra review luôn cho các bạn xem. Số phụ này, số lùi thì vẫn thế, dùng cho các loại máy có đầu cột. Cốt trục xe máy là 17 và 19. Mọi chi tiết về giá cả xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Các cái thông số kỹ thuật mình để phần mô tả sản phẩm phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Video đến đây là kết thúc. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh.
bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới khi có video vừa mới đăng lên. Sau đây là một số cái hình ảnh chi tiết hơn. Đây là cái cây cầu liền này. Cầu liền 5 ốc này. Đấy, 6 ốc. Bắt trên cái tăm bua này. Cái đường kính phanh này là đường kính phanh 200mm này. Rất là to và ăn.